Xin chào bạn quay lại video tiếp theo của mình và trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn 3 trang web cho các bạn kiếm coin thụ động và miễn phí nhé. Thì ở đây mình phân bổ trước, thứ nhất là mình sẽ chia sẻ cho các bạn trang đào Bitcoin và thứ hai chính là trang đào USDT và phần cuối cùng đó chính là trang đào Tron nhé các bạn nhé. Ở đây đều là đào thụ động thôi và đây chính là tài khoản phần trang chủ sàn Binance của mình nhé. Ok. Đầu tiên mình sẽ đi vào phần thị trường hôm nay xem đã. Xem có bạn nào mà lái to hay là lố nhỏ đây. Ok. Hầu như bạn nào mà ôm coin thì đến thời điểm hiện tại, nếu các bạn mà ôm các coin top thì hầu như là tăng khá là mạnh nhá vào hôm nay. Đây coin top thì đều tăng nhá. Ok. Và trước tiên các bạn đi lấy địa chỉ ví Bitcoin cho mình ở trên sàn Binance của các bạn nhé. Đây, các bạn sẽ nhấn vào ví này, ô cuối cùng này. Sau đó các bạn sẽ nhấn vào nạp cho mình. Rồi tiếp theo, nếu như ở đây mà nó không hiện cho các bạn BTC ở đây thì các bạn sẽ nhấn vào phần tìm kiếm ở trên này nhé. Đây nó có phần tìm kiếm, đây các bạn nhấn cho mình. Rồi các bạn tìm kiếm gõ từ khóa đó chính là BTC, nó sẽ hiện ra Bitcoin cho các bạn. Và ở đây mình đã tìm kiếm rồi thì mình sẽ nhấn vào BTC thôi. Nó có sẵn về phần này rồi. Sau đó các bạn sẽ nhấn vào Bitcoin ở trên này nhé. Các bạn không được nhấn vào phần dưới này nhé. Các bạn chỉ nhấn vào phần trên cái địa chỉ ví Bitcoin thôi. Ok, ở đây là các bạn sẽ nhấn vào sao chép cái địa chỉ này nhé. Đó, như vậy là mình đã sao chép địa chỉ ví Bitcoin của mình thành công nhé. Ok, mình sẽ quay trở lại trang web hướng dẫn các bạn đăng ký nhé. Rồi đây mình xóa trang web này đi. Rồi đây chính là phần để cho các bạn đăng ký nha. Sau khi các bạn nhấn vào đường link của mình thì nó sẽ có giao diện như này rồi. Và trước tiên mình sẽ dịch ra tiếng Việt một chút xíu để cho các bạn hiểu hơn. Ở đây các bạn có thể xem những cái gói đầu tư nhé. Về phần đầu tư thì bạn nào mà quan tâm đến việc đầu tư thì tự tham khảo. Còn mình thì mình sẽ không hướng dẫn bạn về phần đầu tư này nhé. Ok, có khá là nhiều người đầu tư rồi và mình sẽ không hướng dẫn các bạn đầu tư nhé. Bạn nào mà đầu tư thì tự tham khảo, còn mình sẽ hướng dẫn các bạn đào phờ đi. Rồi bây giờ mình sẽ dán cái địa chỉ mà vừa nãy mình vừa copy từ trên Binance của mình vào đây. Sau đó các bạn sẽ tạo cái mã pin, mà các bạn lưu ý là cái mã pin này để các bạn đăng nhập vào tài khoản nhé. Ok chưa ạ? Ô đầu tiên là các bạn dán cái địa chỉ ví Bitcoin của các bạn vào đây. Tiếp theo đó chính là mã pin của các bạn. Các bạn tạo cho mình là số chữ số nhé. Các bạn nhấn vào tạo chữ số này. Tùy các bạn tạo 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thì tùy các bạn thôi. Ok, các bạn tạo xong thì các bạn sẽ nhấn vào bắt đầu khai thác. Và mình đã tạo tài khoản rồi thì mình sẽ đăng nhập thôi nhé. Ok, bây giờ mình sẽ login tài khoản của mình. Ok, sau khi các bạn đăng ký tài khoản xong thì nó sẽ có giao diện như này. Và đây hiện tại là mình đã đăng ký tài khoản cách đây 3-4 tiếng rồi nhá. Cái gói của mình cũng là gói miễn phí, các bạn có thể xem đây là gói miễn phí chứ không phải là đầu tư, các bạn cũng có thể cho nó chảy bình thường đây nhá. Ok chưa ạ? Và đầu tiên các bạn sẽ kéo xuống ở dưới này, các bạn sẽ xem Gmail của các bạn chưa cập nhật vào đây thì các bạn sẽ điền Gmail của các bạn cập nhật vào đây cho mình, để sau này bạn mà mất hoặc là quên mật khẩu thì bạn có thể lấy lại cho nó đơn giản hơn nhá. Rồi thì sau khi các bạn mà đăng ký tài khoản xong thì nó có cái dòng chữ ở đây: xin chúc mừng bạn đã đăng ký thành công và nhận được 3 vòng quay may mắn miễn phí nhá. Bản thân mình đã quay 3 vòng quay này rồi thì mình sẽ còn không vòng quay may mắn ở đây nó hiện cho mình. Rồi các bạn đi quay vòng quay may mắn trước tiên cho mình nha. Ở đây các bạn sẽ nhấn vào chỗ 3 vạch ở trên góc cùng này. Tiếp theo các bạn sẽ nhấn vào chỗ may mắn này. Rồi đây các bạn chỉ việc quay thôi nhé. Ở đây nó có của mình hiện tại là không. Các bạn mà có 3 vòng quay ở đây thì các bạn quay tại ga cho mình nhé. Ok nhé. Các bạn cứ nhấn vào quay thôi. Rồi mình sẽ quay ra nhé.
Và đây min rút của nó là 0,0005 nhá. Ok. Thì hiện tại mình cũng đào được 66.000 Satoshi, 66.000 Satoshi Bitcoin. Và nếu như bạn mà quay xong thì bạn cũng sẽ nhận được cái Satoshi tương ứng nha. Nó chỉ là hơn 100 Satoshi hoặc là 200 thôi, nó mạnh là như thế rồi. Chắc chắn về vòng quay đó. Và đây các bạn có thể xem tiếp về cái phần đó chính là giới thiệu nhé. Đây các bạn xem. Kiếm tiền với sự giới thiệu mời bạn bè và gia đình bạn. Và nhận tiền thưởng lên đến 15% giá trị gói nhé. Giá trị đóng gói nhé. Tức là cấp dưới của bạn mà nó đăng ký theo đường link của bạn. Thì ít nhất nó phải mua các gói. Vừa nãy mình hướng dẫn các bạn đó. Thì các bạn mới nhận được 15% các gói mà họ mua nhé. Ok chị ạ. Rồi đây nó có phần đây nhá. Các kế hoạch là các bạn đi đầu tư nhá. Các bạn đầu tư thì các bạn vào đây thôi. Và cái phần chi nhánh đó chính là cái phần để cho các bạn xem cấp dưới. Và cái phần câu hỏi thường gặp chính là cái phần để cho các bạn xem các câu hỏi mà các bạn thường gặp nó có vấn đề gì. Các bạn cứ làm theo nó để liên hệ admin trang web này nhá. Ok chưa ạ? Về các phần rút tiền thì mình sẽ nhấn vào rút thôi. Ở đây các bạn sẽ điền giả sử nha, min của nó là 0,005 thì các bạn sẽ điền cho mình là 0,005 hoặc là 0,2 hoặc là 0,3 thì các bạn điền như vậy. Sau đó các bạn chỉ việc nhấn vào rút tiền thôi nhá. Ok, đây là trang web mới thì chưa có bạn nào rút tiền thành công đâu. Mình cũng nói trước nhá. Nếu bạn mà quan tâm thì bạn đăng ký tài khoản vượt vào đây, nó tự động chạy cho bạn. Với công việc là bạn phải nhớ mật khẩu và cái địa chỉ ví của bạn này. Và bạn cập nhật thêm cái email của bạn vào đây. Ok. Như vậy là bạn đợi trong vòng vài tháng thì bạn mới đủ min rút nhá. Ở đây min tính là chắc các bạn phải mượn 2 đến 3 tháng các bạn mới đủ min rút. Ok nhá. Các bạn đăng ký vào xong thì các bạn lưu ý là không được quên mật khẩu nhá. Rồi như vậy là mình cũng đã chia sẻ và review cho bạn các trang đầu tiên, đó chính là trang đào BTC miễn phí rồi. Thì bây giờ mình sẽ chuyển sang cái trang thứ hai, đó chính là trang đào USDT nhé. Ok, đây là trang thứ hai nhé. Đối với trang này thì cũng có thể là cho các bạn đào rất là nhiều đồng coin ở dưới này. Hầu như là coin top đều có sẵn. Thì các bạn có thể là đầu tư các bạn mới đào được các gói top ở dưới này nhé. Thì như ở phần đầu video là mình có hướng dẫn các bạn là đào cái đồng USDT. Tức là các bạn chỉ đào được đồng này miễn phí thôi. Còn lại thì các bạn vẫn phải đầu tư nhá. Các đồng này thì mình không hướng dẫn các bạn đầu tư. Ok, như ở phần đầu mình nói là chỉ Bitcoin và USDT và Tron. Thì ở đây các bạn mà chưa đăng ký tài khoản thì các bạn sẽ đăng ký đây nhá. Nó có phần là nhận tiền thưởng đăng ký 10 đô khi khởi động. Ok, các bạn sẽ nhấn vào bắt đầu cho mình. Rồi đây nó có phần gọi là tạo tài khoản nhá. Tạo một tài khoản. Ok, thì ở đây các bạn có thể là tạo cái tên tài khoản của các bạn này. Tiếp theo chính là Gmail. Rồi mật khẩu. Đây mật khẩu nha, các bạn tự đóng nhá. Sử dụng nam ký tự trở lên với sự kết hợp với các chữ cái và số ký hiệu nhá. Ok nhá. Ở đây nó có phần yếu và mạnh, mạnh rồi cao thủ đây, các bạn tự làm cho mình, sau đó các bạn sẽ nhấn vào tôi không phải là người máy robot đấy nhá. Ok, tiếp tục nhấn vào tôi đồng ý với điều khoản và điều kiện, sau đó các bạn sẽ nhấn vào nộp là các bạn đã đăng ký tài khoản rồi. Và mình sẽ đăng nhập tài khoản luôn. Ở đây nó có phần là đăng nhập, tại đây mình sẽ đăng nhập tài khoản của mình nhá. Rồi nhớ tôi, rồi tiếp tục robot này. Tiếp tục nộp. Ok, như vậy là mình đã đăng nhập thành công nha. Các bạn đợi chút xíu nha. Và sau khi các bạn đăng nhập vào xong thì nó sẽ nhận được là 10 đô nhé. Đây nó có 10 đô, nó tự chạy liên tục cho các bạn xem. Và đối với các bạn mà đào miễn phí thì ở đây nó có phần đây cái gọng này rồi. Thì các bạn tự đọc cho mình. Lợi nhuận hàng ngày và lợi nhuận hàng tuần và lợi nhuận hàng tháng, lợi nhuận hàng năm là 60 đô. Ok.
Và các phần rút tiền và đầu tư thì mình sẽ hướng dẫn các bạn rút tiền nhé. Đầu tiên là rút tiền là quan trọng nhất rồi. Ok, đây rút tiền tối thiểu là 15 đô nhé. Thì sau khi các bạn đăng ký tài khoản thành công là nó đã cộng cho các bạn là 10 đô rồi. Còn lại các bạn chỉ việc chờ đợi là 15 đô là các bạn đủ min thì các bạn sẽ rút tiền cho mình nha. Giả sử như hiện tại bạn muốn rút 15 đô thì bạn chỉ việc điền 15 vào đây. Sau đó nó sẽ có phần ở dưới này nhé. Sau đó bạn chỉ việc nhấn vào rút tiền thôi. Và nếu như có vấn đề gì không hiểu thì bạn có thể nhấn vào trò chuyện này, trò chuyện với người hoạt động trang web này nha. Ok. Và như vậy mình đã hướng dẫn bạn rút tiền rồi. Về cái phần tiếp theo đó chính là cái phần này, bảng điều khiển tiếp nha. Bởi vì điều quan trọng nó chỉ là ở bảng điều khiển thôi, còn những điều khác thì không quá quan trọng rồi. Đâu nhỉ? À đây. Các bạn có thể xem nếu như các bạn mà tuyệt cấp dưới đây nhá. Tổng tiền gửi và tổng tiền rút. Đối với hiện tại của mình vừa đăng ký sao lại có tiền rút và tiền gửi chứ? Hoàn toàn là không nha. Đối với vừa đăng ký thì các bạn cũng giống như mình thôi hiện tại đây. Mình chỉ chia sẻ cho các bạn là đào cái đồng USDT miễn phí nhá. Nếu như bạn mà muốn đầu tư thì bạn tự kéo xuống dưới này, nó có phần đầu tư Bitcoin, BNB và BTT, Polkadot, có rất là nhiều con rồi. Hầu như coin top ở đây đều có nhá. Ok, nếu như bạn mà muốn đầu tư thì bạn tự nhấn vào đầu tư ở đây nhá. Bạn mà muốn đầu tư đồng nào thì bạn tự nhấn vào đầu tư thôi. Nhiều con lắm rồi. Và bản thân mình chỉ chia sẻ cho các bạn con web này sơ qua thôi nhá. Nếu như bạn nào mà không hiểu thì bạn tự nhấn vào chỗ ba gạch ở trên góc cùng này, bạn xem về các trao đổi và nhiệm vụ, đó chính là các phần giới thiệu thống kê của bạn và câu hỏi thường gặp. Nói chung thứ gì ở đây bạn tự tìm hiểu nhá, mình sẽ giới thiệu sơ qua cho bạn thôi. Và đây là mình hướng dẫn các bạn là đào thủ đồng miễn phí thôi nhá. Bạn nào mà đầu tư thì bạn tự tìm hiểu kỹ rồi bạn đưa ra quyết định chính xác của bạn nha. Ok chưa ạ? Và như vậy là mình cũng đã hướng dẫn cho bạn rất là nhanh về cái trang đào USDT miễn phí này rồi. Thì những trang này đều là trang mới hoàn toàn nhá. Các bạn tham gia vào thời gian hiện tại thì chắc chắn là rút được tiền. Nhưng mà về cái việc mà các bạn đủ min rút thì rút được tiền hay không thì mình chưa chắc nhá. Bởi vì những trang web ấy, có những trang nó chỉ uy tín được vài ngày. Và ở đây là mình chỉ chia sẻ cho các bạn đào thụ động. Nếu như nó uy tín được tầm khoảng là 1 tháng thì các bạn đã đủ min rút rồi nhá. Ok chưa ạ? Và đây chính là con web cuối cùng mình chia sẻ cho bạn nhá. Ok. Thì ở đây bạn xem nhá. Đâu nhờ mình sẽ loạn lại xem nhá. À 0.07 chôn nhá. Đối với con này thì mình cũng vừa đăng ký thôi. Và ở đây dưới cùng này nó cũng có các gói để các bạn đầu tư nhé. Thì mình cũng luôn nói là mình chia sẻ cho các bạn là phải đi thôi. Còn nếu như bạn nào mà muốn đầu tư thì bạn tự tham khảo thêm. Đối với trang này thì cực kỳ là mới nhé. Nếu như các bạn mà nhấn vào đường link của mình có dưới phần mô tả video thì ở phần đầu các bạn mà chưa đăng ký ấy, thì nó sẽ có phần là ngày hoạt động trực tuyến là chỉ có là 1 ngày trước thôi hoặc là 2 ngày trước thôi nhá. Vừa rồi mình nhấn vào đăng ký ấy, nó chỉ hiện cho mình là 0 ngày trước nhá. Tự là con web là còn rất là mới nhá. Cùng lắm các bạn tham gia ấy, nó chỉ hoạt động được 1 ngày trước thôi. Thì video mình đăng lên thì nó cũng chậm nhất tầm khoảng là 24 giờ sau thôi chứ không hề chậm 2-3 ngày nhá. Ok chưa ạ? Và đây các bạn có thể đi vào xem nhóm của họ nhé. Telegram ở đây nó có phần nhóm của họ đây, các bạn nhấn vào cho mình. Có rất là ít người đã tham gia nhé. Ok, đây các bạn có thể xem ký cho mình đây. Mới có 200 người tham gia thôi nhé. Trên toàn thế giới mà chỉ có 200 người tham gia thôi đó. Các bạn biết trang web là còn mới như thế nào nhé. Ok. Ui, cũng khá là kinh khủng nhé. Cái đồng chôn này hôm nay cũng tăng khá là mạnh nha các bạn.
ước gì mà nó tăng là 0,2 đô đi, mình còn lời được chút ít. Ok, với kênh này tạo được bao nhiêu ngày nhỉ? Và đây các bạn xem là kênh được tạo là ngày 2 tháng 11 thôi nhá, tức là chỉ mới hôm qua thôi. Hôm nay mình quay video là 3 tháng 11 nhá. Ok, có thể là 4 tháng 11 thì mình mới chia sẻ video này cho các bạn xem được. Và đây các bạn có thể là chụp cái ảnh này để các bạn dịnh ra tiếng Việt xem cái lợi nhuận và điều khoản của trang web này nó như nào nhé. Các bạn có thể tham gia và theo dõi các trang này nhé. Nhóm của họ thì các bạn phải tham gia nếu như các bạn mà đăng ký trang web đào chôn này. Ok, mình sẽ quay trở lại nhé. Cái này không liên quan đến bọn mình thì mình sẽ không review và chia sẻ cho các bạn ở cái phần này. Các bạn tự tìm kiếm và tự tham khảo. Và ở đây nó có phần ba gạch ở trên góc cùng này, các bạn sẽ nhấn vào xem nhé. Đây nó có chương trình liên kết để các bạn đi lấy địa chỉ link nhé. Địa chỉ link đi tiện cấp dưới và các khoản thanh toán là các bạn xem những khoản mà họ đã rút tiền. Câu hỏi thường gặp và liên hệ chúng tôi, bạn có thể nhấn vào xem nhé. Thì ở đây mình review thì mình sẽ không có thời gian mình nhấn từng bước vào cho các bạn xem được. Ok chưa ạ? Và phần cuối đây nhá. Ở đây có phần là bạn phải nhập một địa chỉ email hợp lệ, nếu không bạn sẽ không thể lấy lại quyền truy cập tài khoản của mình nếu bạn quên mật khẩu. Mình nhấn vào đây để cập nhật Gmail. Ok, các bạn mà vừa đăng ký thành công ấy thì các bạn hãy thử vào đây giống như mình đấy nhá. Các bạn nhấn vào đây để cập nhật Gmail của các bạn vào nhá. Rồi mình sẽ cập nhật cái Gmail của mình. Rồi các bạn nhập Gmail xong thì cái phần cuối này các bạn cứ để trống cho mình nhá. Đây, mật khẩu mới và xác nhận lại mật khẩu mới, các bạn để trống. Các bạn chỉ việc nhập cái mật khẩu hiện tại mà bạn đang sử dụng đây. Ok, mình sẽ nhập mật khẩu của mình, sau đó mình sẽ nhấn vào cứu này. Rồi như vậy là mình đã cập nhật cái tài khoản Gmail của mình thành công rồi nhá bạn nhá. Bây giờ thì mình cũng không sợ về việc mà mình quên cái mật khẩu của mình rồi. Ok, rồi đây chính là cái đường link của các bạn có thể nhấn vào để sao chép cái đường link này đi chia sẻ cho bạn bè của bạn hoặc là bất kỳ ai trên mạng xã hội này nhá. Ok. Bây giờ mình sẽ nhấn tiếp vào cái phần đầu này và ở đây là phần rút tiền nhá. Mình sẽ hướng dẫn bạn rút tiền này. Rồi đây mình rút tối thiểu của nó là 15 chôn nhá. Sau khi các bạn mà nhấn vào đường link của mình có phần mô tả video thì chắc hẳn các bạn cũng đã thấy về các phần là các bạn min rút của nó tối thiểu là 15 chôn rồi và tối đa là 100 chôn. Ok. Giả sử như bạn mà có đủ 15 chôn thì bạn chỉ việc nhấn vào rút cho mình nhá. Ở đây nó có phần cho các bạn điền chôn 15 này. Sau đó bạn chỉ việc nhấn vào xác nhận rút tiền. Sau đó bạn cũng chỉ việc chờ đợi tiền về thôi. Đâu nhỉ? CoinPay, ok. Ok, như vậy là mình cũng đã chia sẻ review cho bạn cái trang web thứ ba để cho các bạn đào chôn thụ động miễn phí rồi nhá. Và bây giờ mình xin dừng video tại đây. Bạn nào mà cảm thấy video có ích cho bạn và có giá trị cho bạn thì bạn hãy để lại cho mình một like, một lời đăng ký kênh và chia sẻ ủng hộ mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video mới.